Huấn luyện viên Gareth Southgate sở hữu trong tay nhiều quân bài chất lượng, điều đó tạo điều kiện cho Tam sư có thêm nhiều phương án chiến thuật. Hãy cùng những bóng đá đi phân tích ba đội hình lý tưởng nhất của tuyển Anh tại World Cup. Đội hình 3-4-3 với nhiều nhân sự chất lượng trong tay, huấn luyện viên Gareth Southgate có thể sắp xếp, lựa chọn đa dạng các bảng miếng chiến thuật phù hợp với từng đối thủ. sơ đồ 3-4-3 trở thành gợi ý lý tưởng với tuyển Anh tại World Cup 2022. Jordan Pickford sẽ chấn giữ khung gỗ đội nhà thủ thành 28 tuổi luôn mang đến màn trình diễn ấn tượng mỗi khi khoác lên mình màu áo tuyển. Bộ ba trung vệ lần lượt là Harry Maguire, John Stone và Kai Walker. Sự đa năng, tốc độ nơi Walker mang đến sự bổ sung sáng giá cho hàng thủ đội nhà. Ngôi sao 32 tuổi có thể dâng cao thi đấu như một hậu vệ cánh thuần túy nếu tam sư cần gia tăng sức ép lên đối thủ. Trong khi đó, bốn gương mặt đảm trách hàng tiền vệ bao gồm Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Kieran Trippier, Shaw, Trippier sẽ đá lệch cánh hỗ trợ mặt trận tấn công lẫn phòng ngự khi cần thiết. Đội hình 4-3-3, Aaron Ramsdale là một gợi ý không tồi với sao thí tờ vị trí trong khung gỗ đội nhà. Thủ thành 24 tuổi có phong độ cao mùa giải năm nay cùng Arsenal. Phản xạ tuyệt vời nơi Ramsdale không thua kém so với Pickford. Bộ tứ vệ tam sư bao gồm Luke Shaw, Ben White, Stone, Walker. Điểm thay đổi đáng chú ý ở đội hình 2 nằm ở vị trí trung vệ. Ben White đủ sức đảm trách vai trò trung tâm hàng thủ đội nhà. Ngôi sao 25 tuổi từng chơi tốt ở vị trí này trong màu áo Arsenal mùa giải năm ngoái. Khu vực trung tuyến sẽ được quán xuyến bởi Bellingham, Rice, Mason Mount. Bellingham là một cầu thủ giỏi, trưởng thành. Bellingham thi đấu ấn tượng cùng Borussia Dortmund và đá chính ở trận đấu giữa Anh và Đức. Trên hàng công, James Madison sẽ đảm trách vai trò chạy cánh phải. Tiền vệ Leicester City mang đến thêm chất sáng tạo bên cạnh bộ đôi Foden, Harry Kane. Đội hình 3-4-3. Pickford sẽ đảm trách vị trí thủ môn tam sư. Trong khi đó, bộ ba trung vệ bao gồm Stone trung vệ trách trái, Eric Dyer trung vệ giữa, White trung vệ trách phải. Stone và White hoàn toàn thích hợp khi đá trung vệ trách cánh. Cả hai đều từng thử sức ở vai trò tương tự trong màu áo câu lạc bộ. Vị trí trung tâm hàng thủ sẽ được Dyer đảm nhiệm. Bộ đôi tiền vệ trung tâm gọi tên Rai, Kevin Phillips. Sao ghét từng rất thành công khi sử dụng cặp bài trung này tại Euro 2020. Trong khi đó, Chippier, Chen Alexander Arnold quán xuyến hành lang biên và sẵn sàng chơi bó vào trong khi cần thiết. Ở vị trí trung phong cắm, Can là số 9 hoàn hảo nhất với tam sư hiện tại. Bộ đôi Jack Grealish, Bukayo Saka sẽ đá trong vai trò tiền đạo cánh.